Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức Làm Lánh Hoài Niệm. Bố mẹ Hồ Văn Cường thay đổi chóng mặt từ sau ngày con đăng quang. Cuộc sống của gia đình Hồ Văn Cường đã có rất nhiều sự thay đổi lớn kể từ ngày cậu con trai gầy nhom đăng quang cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016. Bố mẹ thì có công ăn việc làm, cả nhà chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh có một cuộc sống ổn định. Có lẽ người hâm mộ vẫn còn nhớ như in về hình ảnh của cậu bé Hồ Văn Cường, đen nhẻm, tham dự cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 và xuất sắc khi giành được ngôi vị quán quân. Cậu nhóc ngày ấy đã được mẹ nuôi Phi Nhung bao bọc, chăm sóc, dành rất nhiều sự ưu ái trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của mình. Từ một cậu bé vô danh, Hồ Văn Cường đã trở thành anh chàng ca sĩ được rất nhiều người mến mộ qua dòng nhạc Bolero, gây ấn tượng với khán giả trong nước và ngoài nước. Không chỉ lo được cho bản thân một cuộc sống sung túc hơn, mà bố mẹ của chàng ca sĩ trưởng thành này cũng đã có nhiều sự thay đổi kể từ ngày con trai lên thành phố lập nghiệp. Trước kia, cuộc sống của gia đình Hồ Văn Cường rất khó khăn, cậu bé phải đi hát đám cưới để trang trải cho cuộc sống. Bố thì làm phụ hồ, mẹ thì đi nhặt rau thuê, nhưng bữa ăn gia đình luôn luôn rất đạm bạc và thiếu thốn. Thế nhưng từ ngày Hồ Văn Cường lấn sân sang showbiz thì bố mẹ của cậu bé cũng đã rời quê, theo con lên thành phố. Và kể từ đây, cuộc sống của gia đình như mở ra một trang mới, sung túc hơn, đầy đủ hơn và cũng bớt đi những gánh nặng, lo lắng về cơm áo gạo tiền của ngày xưa. Mẹ nuôi Phi Nhung chính là người đã đứng ra sắp xếp công việc cho bố mẹ của Hồ Văn Cường. Vốn được gọi là người mẹ quốc dân, ca sĩ Phi Nhung không chỉ lo cho tương lai của Hồ Văn Cường, mà cô còn giúp đỡ cho bố mẹ của chàng ca sĩ có được một công việc ổn định, thu nhập đồng ra đồng vào đều đặn hàng tháng. Từ công việc bảo vệ của bố Hồ Văn Cường cho tới việc hỗ trợ bán quán ăn chay của mẹ cậu bé, tất cả những cơ hội này đều là Phi Nhung đứng ra lo liệu sắp xếp. Làm những điều này, nữ ca sĩ Phi Nhung không chỉ khiến cho Hồ Văn Cường yên tâm hoàn thành sự nghiệp trở thành ca sĩ nổi tiếng của mình, mà cô cũng đã giúp cho bố mẹ của cậu bé được gần con, có cuộc sống sung túc, thoải mái hơn trước kia rất nhiều. Mẹ của chàng ca sĩ trẻ còn nhận thêm công việc chăm sóc các con nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung. Trái với gương mặt khắc khổ của bố mẹ Hồ Văn Cường khi đưa con đi thi Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016, bây giờ cả gia đình luôn luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, gạt bỏ được những gánh nặng nhọc nhằn và lo toan suy nghĩ chần chừ. Nữ ca sĩ Phi Nhung tạo điều kiện cho bố mẹ cậu bé được đi du lịch nơi đó đây, mở mang tầm mắt, điều mà trước đây có lẽ chẳng bao giờ họ dám nghĩ tới. Về chuyện tiền bạc, Phi Nhung bộc bạch, Cường còn nhỏ nên tiền nong giao hết lại cho bố mẹ ruột. Con muốn chi tiêu khoản nào phải nói rõ với bố mẹ hoặc là với Phi Nhung, không thể nào để cho con ỷ lại trên chiến thắng mà mình đã đạt được. Hơn nữa, Phi Nhung cũng luôn luôn hướng con với suy nghĩ, bản thân phải luôn luôn biết lao động, cố gắng giúp đỡ cho người khác. Về Hồ Văn Cường, bây giờ cậu bé đã được học tại ngôi trường quốc tế với học phí đắt đỏ bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Ấy vậy mà ngoài việc đi hát, đi học, thời gian rảnh, cậu phụ mẹ làm thêm tại quán chay, chăm sóc các em nhỏ. Con không thấy vất vả gì cả. Những công việc này với con là vừa sức, ai muốn nói gì cũng được, con muốn làm con nuôi của mẹ Phi Nhung suốt đời. Khi quán đã bớt khách, ca sĩ Phi Nhung mới có nhiều thời gian để chia sẻ. Tuy nhiên, chị hầu như không muốn nói về Hồ Văn Cường bởi vì sợ mang tiếng, dựa vào con nuôi để PR bản thân. Nếu như có ai muốn hỏi về Hồ Văn Cường, chị chỉ qua cho Cường tự nhiên trả lời. Cá nhân Phi Nhung cũng chỉ mong nếu như có duyên thì giúp đỡ được cho Cường và gia đình. Như bản thân nữ ca sĩ cũng đang cưu mang 22 người con nuôi khác bằng chính thu nhập của mình. Trước khi quay lưng làm việc, cậu bé quê Tiền Giang tâm sự. Mẹ Nhung dạy con dù sao cũng không được chảnh chọe, phải khiêm tốn. Con đi theo mẹ, con học được nhiều điều. Con ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Có thể con đường của mình không phải là như chú Sơn Tùng MTP, mà chỉ là dòng nhạc dân ca của mẹ. Con thần tượng mẹ từ hồi con học lớp 1, nghe mẹ hát Áo Mới Cà Mau. Mẹ luôn luôn dạy cho con thế nào cũng phải học xong văn hóa và con sẽ cố gắng không làm cho những người yêu mến con thất vọng. Nói về Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ cho biết Hồ Văn Cường đang trong giai đoạn phát triển trổ mã nên có nhiều thay đổi cũng là chuyện bình thường. Cách đây 3 năm, Cường còn là một cậu bé chân chất, ngây ngô sống ở nông thôn. Nhưng bây giờ, Hồ Văn Cường đã trở thành thanh niên và dần quen với cuộc sống tại Sài Gòn. Hiện tại, Cường đang học tại trường quốc tế được các thầy cô cho phát triển tư duy, năng khiếu một cách tự nhiên, chứ không gò bó và ràng buộc bé theo một quy củ nhất định. Những gì bạn đang thấy ở Cường lúc này chính là những sự thay đổi tự nhiên nhất của con. Ngày trước Cường ra sao, bây giờ Cường vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ Cường đã dần trưởng thành và chững chạc hơn trước. Phi Nhung tâm sự. Khi được hỏi, thay đổi môi trường sống lẫn học tập, lại nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền ngay từ khi còn bé, chỉ có sợ con trai hư hỏng và đua đòi.
Phi Nhung đã thẳng thắn cho biết. Tôi chắc chắn chuyện hư hỏng, đua đòi là điều không bao giờ xảy ra với Hồ Văn Cường. Khi nuôi dạy con cái, tôi luôn luôn là một người mẹ rất nghiêm khắc. Dù Cường có nhận được nhiều lời mời hoặc là giá cát xê cao cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nhận sâu cho Cường vào những ngày cuối tuần, ngày lễ Tết, chứ không để cho con bất chấp đi hát, bỏ bê việc học hành. Hơn nữa, ngoài sự giám sát của tôi, Hồ Văn Cường còn có bố mẹ ruột ở bên cạnh để sát sao, chăm sóc cho con. Ngay cả vấn đề chi tiêu cũng được tôi và mẹ ruột của bé quản lý nghiêm ngặt. Một tháng, chúng tôi chỉ cho phép Cường được xài một khoản tiền nhất định. Nếu như phát sinh nhiều hơn thì phải giải trình cho tôi biết tại sao lại như vậy. Tôi cho con tương lai, cho con trí thức, chứ không tập cho con có cuộc sống giàu sang, tiêu xài hoang phí để rồi biến con trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc này, Hồ Văn Cường đang phát triển đúng hướng và tuân theo những gì mà người lớn chỉ bảo. Trong chương trình tối chủ nhật vui vẻ, hai mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã có rất nhiều chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Đặc biệt hơn, Hồ Văn Cường còn được MC Việt Thương trao cơ hội nói xấu mẹ nuôi. Cường nói, mẹ Nhung có rất nhiều tính tốt, nhưng mà tính xấu thì cũng nhiều lắm ạ. Mẹ Nhung mà giận lên là đem bọn con ra mắng. Con nhớ hôm đó, ngủ tới 2-3 giờ chiều gì đó, mẹ Nhung mắng con. Con ngủ như vậy thì con sẽ bị ngu, học sẽ không thể nào giỏi được, Hồ Văn Cường nói. Mẹ Nhung còn ăn nhiều nữa, ban ngày mẹ Nhung nói giảm cân, không nên ăn nhiều, nhưng tối lại ăn rất nhiều, cứ tôi đến là mẹ lại ăn bánh canh này, bánh bông lan này. Thấy con ăn, mẹ ra bảo, cho mẹ miếng đi, rồi là xôi nếp cẩm. Hồ Văn Cường tiếp tục kể xấu mẹ nuôi. Khi bị MC Dục tiếp tục kể thật xấu của mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bắt đầu bối rối, quay sang nói nhỏ với mẹ, khiến cho Phi Nhung hoảng hốt và la lên. Mê trai á? Hồ Văn Cường lập tức bật cười giải thích. Mẹ Nhung mê trai lắm, cứ nói với con, chắc mai mốt mẹ phải đi cưới chồng đây, lúc nào cũng nói như vậy. Nghe con trai nói, Phi Nhung thanh minh. Tại vì tụi con làm cho mẹ bực lên, mẹ mới nói mai mốt phải cưới chồng, chứ bây giờ ở với tụi con hoài, mẹ mệt lắm rồi. Về phía của Phi Nhung, cô cho biết con trai nuôi là một người có lòng tự trọng rất cao, cứng đầu. Tật xấu của Cường là cứng đầu, có một cái tôi rất lớn. Ai chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Ngoài ra, cô còn tiết lộ rằng vào giai đoạn vỡ giọng, Cường không tự tin nên không muốn hát trước khán giả. Đến tiết mục biểu diễn rồi, vẫn đòi về vì lo lắng.